Thế hôm nay có vẻ giống như đi picnic hơn là tập cực khổ chứ nhờ? Thực ra cũng không phải là nhàn nhã đâu, bởi vì nếu mà cái địa đạo Củ Chi á mà em bò hết cái địa đạo đó là cũng mệt mỏi lắm. Em với John thì thí sinh của chúng tôi nhảy bài tay vô ký. Dạ. Thì dạ, nó cũng không có liên quan gì đến tụi tôi hết. Nhưng mà quan trọng là cái phim này nó gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều quý vị ở trong đây, đúng không? Bây giờ nếu mà phim Tây Du Ký thì chúng ta sẽ phân vai như thế nào nhỉ? Chị Việt Hương nhanh nhẹn, chắc đóng vai Tề Thiên. Thôi đừng có bàn nữa. Đó, đừng có bàn nữa. Nói thêm một câu nữa nha. Cái vai tiếp theo là Quýnh á. Người ta nông. Chị, em đã nói cái gì chị? Chị, tôi với ông đồng hành bao nhiêu lâu rồi. Tôi chị đóng trong vai chúa tể của Tây Vương Nữ Quốc, nhan sắc tuyệt trần. Chị ôm em chi, em là con khỉ thôi, chị chết. Không, nếu mà như vậy, nếu chị Hồng Vân là bên Tây Vương Nữ Quốc rồi thì chị Việt Hương phải là chúa tể yêu nhìn nhện. Yeah, à, chị định xin vai đó đó. Yêu quái dễ thương hơn không? Còn John nè, John là cái vai tốt nè. John làm con ngựa của Đường Tăng nha. Trời ơi, yeah, không vừa nghĩ tới. Phải không? Yeah. Trời ơi, Bluetooth nữa, chị em mình Bluetooth nữa.